Kính thưa quý vị, đạo thờ mẫu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của người Việt. Để phụng sự và tôn vinh tín ngưỡng này, có một dòng nghệ thuật hát dân gian rất đặc sắc. Hát chầu văn trong hầu bóng, mang đậm màu sắc diễn sướng tâm linh, thật rộn ràng, huyền ảo và cũng rất thanh cao. Nó giúp cho con người thoát đi những trần tục để hướng tới cái tâm, cái thiện ở đời. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ân sâu rõ ra. Sinh ra con cháu các hàng quê khỏe thịnh vượng, thọ trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày lành. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con hiền lễ tâm mơ thành mà dâng dâng lên nề bái yên tổ tiên nơi dâng lên bài yết tổ tiên, dù ở nơi thoại phù hay miền giang tân, chim tung cánh ơn nhờ tiên tổ ngập chân hoàn, chăm họ gian lao nhớ điều quý sao.
suối dồn vào một sông. Ơn tổ tiên vun trồng công đức từ ở tinh thần vang vạc ngàn thu nhớ câu âm thủy huyền xưa. Nhớ câu âm thủy huyền xưa, ngon mà không gốc cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi châm oanh ngày nay nức tiếng. Sơn Hà cầm tu đức giang thần vũ trụ bao la như buồn sáng soi lòng ta.
tiếc mà thung dung tiết ngày lành, tiếc mà thung dung nghĩ tam tòa tiến thanh công đồng thỉnh mẫu giang đàn dương. Đệ nhất thiên tiên thỉnh mời, đệ nhất thiên tiên sắc phong chi thắng xe ngoan mẫu đệ nhất ngửi về. Lối nhang xa nhiệt pháp giới mông huân chư Phật hải hồi tất giao văn tùy sư kết tường vân thành ý phương ngân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, nam mô A Di Đà Phật. Xe loan thanh gia hồi cung đệ nhị chúa tiên cung thỉnh mời, mau đệ nhị chúa tiên sự định chân nhang Phật khởi xuất thiên thượng tín chủ nhật tại kim lô phóng bánh khắc nhân ơn tích nhật ra dù biến nạn tiêu tài chứng nam mô hương cũng giảm Bồ Tát Ma Tát, nam mô hương cũng giảm Bồ Tát Ma Tát, nam mô A Di Đà Xe Loan thanh gia hồi cung đệ tam thanh tiên cùng thỉnh mời, mô đệ tam thanh tiên kim tương nhất thú biến thập phương. Nam mô nhang cúng giảng Bồ Tát Ma Nga Tát, nam mô nhang cúng giảng Bồ Tát Ma Nga Tát, nam mô Sư Hoàn Thánh Giá Hồ Phúc. Truyền ra Đức Thánh Ông, ngài có lệnh truyền ra các quan thoại bộ cùng là chư thích. Thank you.
hoạn man si.
hùng binh quan cổ. Ý văn thiên tao khí độ Việt nhân. Chiều ban bị cực cực hoàng ân nội san bình bình chính y ngoại cầu đầu đầu bình. Thank you.
nhân ngày khánh hạ. Ý yến mở trường sinh. Mở yến trường sinh. Câu thơ thân phú vinh hoàn. Chén rượu thanh ván cờ tiên ngồi dòng dài. Hoàn vũ ý quyết phen này đạo vũ thù uy gia dục mạnh như nơi xa mến đức đức ý nơi gần gần ý sợ ý
binh bộ binh tuệ tả sai, binh bộ binh tuệ hữu sai hỏa tốc ra đi ầm ầm năm cờ sai chấn năm dòng nhan khai quang thật cờ hiệu quang biên chiếu từ trung ngã thích tăng cúng giảng kim phục hoàn thân vật phật thánh chúa tiên văn sớ dâng lên linh đức ông thủ đôi chép biết rõ ràng phí cho nhị từ trang sinh chế
đông 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 gió quân. Đình đình dược sơ quân 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 ý dòng bay lâu đài kể về đào tiên ở đây lộc non bồng non bồng hai
trên non đảo đùng đùng. Gió quân y địch địch dược sơn quân 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 dòng bay lâu đài kiến vị chính đào tiên nảy lộc y non bồng bồng thank you.
chân linh. Sắc phong tường đằng biển đời tôi linh tây thiên tam đạo linh.
gan xanh lắm quả nhiều hoa, tiên chưa đâu nước vào xa xứ chiều đổ bay, chiếc đổ bay nặng chiếc lưng đeo. Thank you.
ấn tựa. Mặt Chúa đầy đặn, chán vuông chữ điền, nét dịu dàng trông trông càng vĩnh hiền, gót hài hoa càng bước càng xinh, thông chi góc bề trần trời đầu phong phù kia Chúa ngồi thành. Hương thơm ma một chuyện kính dâng nghe, mời Thiên Chúa sơn lâm mê huyền hoa. Ai lên tới nghe cao sơn bạch mã hỏi thăm Chúa Nguyệt nơi cửa phố kép mà vào. Cứ hỏi tên thờ tiên đi xuống vườn đi nào cảnh thi có bốn mùa hoa dần mơ lên. Ngồi trong chốc dầu nét mỏng chiếc gậy soi Chúa rực phía sau lắng trời cứ là mùa. Thank you.
làm phúc cứu nhân. Tiên sinh ban phép đặt tên chú Việt nở có tiên độ vang nghe vọng thành.
đôi tay tiên đang hái quả vịt cành. Cầu hình hoa tôi nhớ tình như sao đầu ngân hà. Ý à, tới đâu đi tới đâu có đón hoa chào, xưa về bánh điệu giờ chiều cá ba. Cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Đi đã tháng ngày ban cho tiền tốt mua giày, bồng lộc cho lắm về đây cho nhiều, Chúa ban cho sai nhật sang liêu, lộc tài cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, để đâu có khuya sớm phụng thờ. 30 mùng một người tư hôm rằm, 30 mùng một người tư hôm rằm. Làm tôi Chúa anh linh
đừng lấy nỗi đôi ý. Trong đêm đẹp làm sao
tranh, đôi tay tiền hai quả bên cạnh kia. Đời sau đôi chân chúng ta đã bước tới đâu, gieo mầm nhân nghĩa đôi niềm vinh hoa, gieo mầm nhân nghĩa đôi niềm vinh hoa. Lòng tài ba mới ban ra, bốn phương hội họp, bốn phương hội họp để đa tháng ngày, ban cho tiền tốt lụa dày, hồng độc cho năm về đây cho nhiều, ban cho đồng, ban cho đồng dài nhật sang nhiều, ban cho đồng dài nhật. Đăng ai kia trong đăng ai đang tập quán bên đầu thì một
vào ra xuống chiều chiếc lộ bay nắng cứu linh lung linh trong lầu chúa đẹp làm sao giá người tiên nữ hôm nay về bà hạt đường đấy quyền hành tay cô
Nam Bắc Trung ương nội đến thờ Chúa ám thanh cảnh sắc thuật buồn mùa câu lộc câu bình an thành ra hồi cung